Thưa quý vị, hiện thì đã tìm thấy thi thể 4 người mất tích do sạt lở ở đèo Bảo Lộc trong đêm qua, bao gồm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân. Thông tin từ đội cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở. Trước đó vào chiều qua thì mưa lớn đã làm cho tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục khối đất đá sạt lở vùi lấp một phần trạm cảnh sát giao thông đóng trên đèo này. Vụ sạt lở khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng 1 người dân mất tích. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an quân đội cùng nhiều lực lượng đã được huy động tham gia công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục vụ sạt lở này. Và tối qua thì đoàn công tác của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở để tham gia phối hợp công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả của vụ việc. Và chúng tôi đã kết nối với Đại tá Phạm Quang Huy là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông để có thêm thông tin ạ. Xin chào ông Phạm Quang Huy ạ. Hiện thì công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả cũng như là phân làng, phân luồng khu vực sạt lở thì diễn ra như thế nào ạ? Thì hiện tại lực lượng chức năng tỉnh vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà do thời tiết mưa lạnh và đêm tối nên khó khăn cho việc cứu nạn cứu hộ. Cục Cảnh sát Giao thông cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cũng phải đang có những cái phương án về đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các cái đơn vị địa phương xung quanh để chủ động trong các cái kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai, rà soát các cái điểm nguy cơ sạt lở trên các cái tuyến đường đèo Bảo Lộc. Đang xuất hiện 3 cái điểm sạt lở, 2 cái điểm sạt lở đất và 1 điểm sạt lở cây. Hiện thì đã bố trí các cái điểm chốt phân luồng ở hai đầu đèo Bảo Lộc và ngã ba Đại Ninh để hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng quốc lộ 28B xuống Bình Thuận. Bố trí một chốt tại đầu thị trấn Di Linh hướng dẫn các phương tiện đi theo quốc lộ 28 xuống Bình Thuận, và bố trí một chốt ở thị trấn Maragui hướng dẫn các phương tiện đi về Đà Lạt theo hướng DT725 lên thành phố Bảo Lộc. Hiện nay lực lượng chức năng đang khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông trên tuyến quốc lộ 20 qua khu vực đèo Bảo Lộc do lực lượng chức năng đang khắc phục các cái điểm sạt lở.